Chủ tịch Trung Nguyên Thanh Lý siêu xe Porsche 911 GT3 RS, sau 2 năm mua về nhưng rất ít chạy. Rất có thể việc trong garage đã có chiếc siêu xe Porsche 911 GT2 RS, nên ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bán đi chiếc Porsche 911 GT3 RS, mua được hơn 2 năm, nhưng rất ít chạy. Là người sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất Việt Nam, với hơn 120 chiếc đủ chủng loại, trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không thể thiếu bóng các mẫu siêu xe. Vị chủ tịch của tập đoàn Trung Nguyên này từng có một thời gian nổi tiếng, với việc chỉ mua thêm xe mà không bán đi chiếc xe nào. Tuy nhiên, khi mà garage đã quá nhiều xe và cần chỗ để cho các chiến mã mới về định cư, thì việc thanh lý siêu xe đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ nghĩ đến, đặc biệt là sau thời gian ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Mới đây nhất, siêu xe Porsche 911 GT3 RS đã được chủ tịch Trung Nguyên bán lại cho một người chuyên thu mua xe đã qua sử dụng. Hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS được đỗ dưới hầm và phía trên mặt đường còn có những chiếc Range Rover trong bộ trang phục của tập đoàn Trung Nguyên. Việc bán đi siêu xe Porsche 911 GT3 RS của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể khiến nhiều người nghĩ rằng là chuyện bình thường, vì trước đó, chủ tịch Trung Nguyên đã mua siêu phẩm mới nhất của nhà Porsche 911, chính là mẫu xe Porsche 911 GT2 RS, nên giữ lại Porsche 911 GT3 RS là không cần thiết. Tuy nhiên, với giới quan sát siêu xe, đây là việc làm khá hiếm, vì ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang có bộ sưu tập xe Porsche lớn nhất Việt Nam, với ước tính hơn 15 chiếc. Bán đi siêu xe Porsche 911 GT3 RS cũng đồng nghĩa bộ sưu tập xe Porsche của chủ tịch Trung Nguyên vắng bóng đi một mẫu siêu xe rất chất. Khá thú vị là mặc dù đã mua chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS hơn 2 năm, nhưng số lần ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho mẫu xe này lăn bánh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là một trong hai chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời cũ có mặt tại Việt Nam. Chiếc Porsche 911 GT3 RS còn lại hiện được cho nằm trong garage của mẹ ruột con gái đầu Minh Nhựa. Siêu xe Porsche 911 GT3 RS lúc về tay chủ tịch Trung Nguyên đã được dán lại ngoại thất màu bạc, nhưng hiện tại xe đã trở về màu cam nguyên bản rất nổi bật và ấn tượng. Porsche 911 GT3 RS mới được ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại được đưa về nước khá âm thầm từ năm 2017, nhưng đến tháng 4 năm 2018, siêu xe này mới lộ ảnh trên mạng xã hội khi được một công ty nhập khẩu tư nhân đăng tin giao bán. Ngoài bộ áo màu cam giống với chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS từng thuộc sở hữu của Cường Đô La, chiếc Porsche 911 GT3 RS mới được chủ tịch Trung Nguyên bán lại có nội y hoàn thành với màu đen. Đây chính là đặc điểm nhận dạng so với Porsche 911 GT3 RS đời cũ còn lại, khi có ghế ngồi hoàn thành với hai tông màu là cam và đen. Ngoài những khác biệt trên, hai chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời cũ tại Việt Nam đều được trang bị khối động cơ boxer 6 xi lanh, dung tích 4.0 lít, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 500 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng trên phút và moment xoắn cực đại đạt 460 Nm. Trái tim trên khi kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, cùng hệ dẫn động cầu sau, Porsche 911 GT3 RS chỉ mất khoảng 3,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h, từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h. Đây là một trong những chiếc 911 mạnh nhất lúc mới được ra mắt. Danh hiệu này hiện đang thuộc về phiên bản 911 GT2 RS, có mặt trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.